Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Tuần vừa qua thì có vẻ là vấn đề táo bón ở dân văn phòng thì được quan tâm hơn cả. Và có rất nhiều các câu hỏi của các chị văn phòng, các anh văn phòng nói rằng chị bị táo bón rất là lâu rồi, từ lúc làm văn phòng thì căn bệnh này vẫn chưa có chuyển biến gì cả và ngày càng nặng thêm, thì không biết phải làm thế nào cả. Và để giải đáp cho vấn đề trên, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia dinh dưỡng Phương Minh sẽ cùng với chương trình để có thể làm rõ, sáng tỏ vấn đề này. Vâng, xin chào chị ạ, cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Vâng, và với chủ đề bệnh táo bón ở dân văn phòng thì chương trình có nhận được câu hỏi của chị Hà My, 32 tuổi. Từ khi bắt đầu làm văn phòng đến nay là 5 năm, thì đúng 5 năm tôi phải đối mặt với căn bệnh táo bón. Do lịch làm việc tăng ca nhiều nên tôi ít khi để ý đến khẩu phần ăn hàng ngày. Nhiều khi 3-4 ngày mới đi vệ sinh một lần, mỗi lần đi thì rất là khó khăn. Giờ thi thoảng tôi vẫn phải dùng thuốc tây để có thể đi được, nhưng cứ ngưng thuốc lại đâu vào đấy, thậm chí còn bị tái lại nặng hơn. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên để có thể chữa dứt điểm được căn bệnh này. Tôi cảm ơn chương trình rất là nhiều. Đối với dân văn phòng thì cái nguyên nhân dẫn đến táo bón nó có hai nguyên nhân chính. Một là do cái cường độ làm việc rất là nhiều, đấy, không chú ý đến chế độ ăn như bạn Hà My đây, cũng là nguyên nhân dẫn đến táo bón. Thứ hai, nó là liên quan đến cái vấn đề stress. Stress trong dân văn phòng cũng là một nguyên nhân dẫn đến táo bón của cái tình trạng ở dân văn phòng như vậy. Và cường độ làm việc khá là cao này, tăng ca nhiều này, lại không chú ý đến chế độ ăn này. Đấy là hai nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề táo bón của dân văn phòng. Đó là từ một là chế độ ăn, hai là stress trong công việc. Và như bạn Hà My vừa chia sẻ thì tình trạng bệnh táo bón của bạn đã kéo dài đến 5 năm rồi. Và hiện tại thì bạn vẫn thi thoảng phải sử dụng thuốc tây mới có thể đi được. Thậm chí là bệnh tái lại còn bị nặng hơn lúc đầu. Vậy thì cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng này thưa chuyên gia? Tái đi tái lại bởi vì là bạn ấy không giải quyết được cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Đấy, cái việc sử dụng thuốc tây của bạn ấy là đa phần là thuốc nhuận tràng. Thuốc nhuận tràng thì nó chia ra làm hai vấn đề. Thứ nhất là tổ nó kéo nước vào đường ruột giúp đi nó dễ dàng hơn, hoặc là cái thuốc nhuận tràng thứ hai là liên quan đến nó tăng cường cái nhu động ruột lên giúp tống đẩy phân ra ngoài. Đấy là hai cái vấn đề thuốc nhuận tràng. Thì nó sử dụng nó chỉ được từ thời điểm tức thời thôi. Đấy, chứ nó không giải quyết được cái căn nguyên dẫn đến cái vấn đề táo bón của bạn. Nguyên nhân dẫn đến táo bón của bạn là do cả hai nguyên nhân mình vừa nói vừa rồi. Thứ nhất stress trong công việc và thứ hai liên quan đến dinh dưỡng. Vấn đề dinh dưỡng tập luyện của bạn này đấy. Thành ra là bạn ý chưa giải quyết được nên là vẫn bị kéo dài chuyện đi đua. Còn bây giờ bạn ý phải giải quyết được cái căn nguyên của vấn đề thì mới có thể giải quyết được dứt điểm cái vấn đề da táo bón của bạn đấy. Vậy thì đối với tình trạng bệnh táo bón của bạn Hà My đã kéo dài được 5 năm rồi thì nó gây ra những cái hậu quả nào và ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của bạn ạ? Hậu quả lớn nhất bạn ấy đang gặp phải chính là việc đi vệ sinh rất là khó. Đấy. Thậm chí bạn này có thể chảy máu rồi và khuân phân rất là to. Để dân người lớn mà để táo bón đến 5 năm rồi, khuân phân nó sắp phải bao một cửa cổng tay, bao hơn cổng tay cơ. Đấy. Và cái đấy là cái trực tràng của bạn ấy đã bị giãn ra rất là to. Cái việc phục hồi cái trực tràng này sẽ rất mất nhiều thời gian để vì táo bón quá lâu. Phục hồi thì anh trực tràng này phải mất cả năm trời để phục hồi lại. Có nghĩa là khi mà đi nó đã đều đặn, phân phân nó nhẹ nhàng bình thường rồi thì cái trực tràng nó sẽ co lại. Mà đặc biệt cái tuổi là tuổi 32. Đấy, là cái tuổi mà không còn trong giai đoạn phát triển nữa. Nó là giai đoạn bắt đầu chững lại sẽ phát triển và thậm chí nó sẽ ẩm ra giai đoạn nó xuống cấp được. Thì khi đấy là cái việc phục hồi nó khó khăn hơn rất là nhiều. Và cái hệ quả để về sau, vì sao cái dân văn phòng dễ bị trĩ hơn so với các người mà có hoạt động hàng ngày khác? Bởi vì nguyên nhân là ngồi nhiều, ngồi tĩnh tại nhiều và không có sự vận động về cơ thể.
dẫn đến dễ bị trĩ hơn, và cái việc táo bón nó xảy ra và liên quan đến trĩ. Đấy, cái hậu quả tiếp theo nữa là bạn ấy sẽ dễ bị viêm đại trực tràng hơn so với các người bình thường khác có không có vấn đề về táo bón. Và hậu quả lớn nhất mà mình không muốn nhắc đến đó là liên quan đến cái là ung thư đại trực tràng. Đấy là cái gì, sao tích tụ phân lâu ngày, nó là cái đào thải ra ngoài vẫn tích tụ trong cơ thể, thì dẫn đến nó dễ bị viêm nhiễm, nó dễ bị chuyển sang cái khác, đặc biệt là con gái thì bao giờ là cái đường hậu môn và cái đường sinh dục nó thường là gần nhau, khi mà táo bón nó dễ viêm nhiễm cái đường sinh dục hơn so với những bạn mà không bị táo bón. Đối với tình trạng bệnh táo bón để kéo dài quá lâu như của bạn Hà My, thì liệu ta có thể áp dụng cái phương pháp nào có thể cải thiện được tình hình của bệnh cũng như là giúp cho bạn mau hồi phục nhất ạ? Vấn đề tạm thời của bạn thì bây giờ bạn thay đổi cái lối sống, thay đổi cái lịch trình của mình. Thứ nhất, cái điều đầu tiên là dễ thực hiện nhất là phải uống nhiều nước, là cái điều đầu tiên. Cái chế độ ăn của bạn thì bạn phải chú ý hơn một chút, cũng như ăn đúng giờ đúng bữa, chứ không phải là có thể ăn một tí bữa sáng xong rồi làm việc cả buổi trưa mà không ăn trưa. Đấy, tận thế chiều tối về ăn rất là nhiều, thậm chí lúc đấy đói là ăn nhiều cơm nhiều thịt lên và không quan tâm đến vấn đề rau xanh và trái cây, thì bạn phải thay đổi được cái lối sống của bạn này. Thì khi đấy bạn, thứ nhất là bạn sẽ không bị stress trong công việc. Thực ra thường là bị cuốn theo công việc, nhưng mà cái việc cuốn đấy khi mà đã bị stress rồi, bị táo bón rồi, có trong cơ thể đã bị vấn đề gì liên quan sức khỏe rồi, thì khi đấy cái việc làm của bạn sẽ không được hiệu quả. Thế nên bạn phải cân đối lại cái thời gian. Đối với chị Hà My thì có thể làm những cái gì hiện tại để có thể cải thiện tình trạng của bệnh và làm giảm bớt cái sự khó khăn cũng như là sự phiền toái của căn bệnh táo bón này ạ? Hiện tại bây giờ bạn ấy vẫn có thể sử dụng thuốc nhuận tràng được, thế nhưng phải có sự hướng dẫn chứ không lạm dụng cái thuốc nhuận tràng đó. Đấy. Cái thứ hai nữa là điều trị táo bón cho bạn này sẽ mất rất nhiều thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì là cái đại trực tràng của bạn ấy đã bị giãn rất là rộng, giãn rất là nhiều, và việc phục hồi nó rất là nhiều thời gian. Thế nên bạn sẽ phải có một quá trình rất là dài để điều trị bệnh. Đấy. Chứ không thể coi thường bệnh táo bón được, vì nó ảnh hưởng cái hiệu quả như đã vừa nói trên rồi. Đấy là cái lộ trình về điều trị bệnh cho bạn. Còn hiện tại ở nhà, bây giờ bạn ấy phải thay đổi cái chế độ ăn, thay đổi các lối sống của bạn ấy như đã vừa nói rồi nhé. Phải thay đổi lại đi. Mình không thể là giữ nguyên được cái tình trạng hiện tại là ăn uống không đúng giờ đúng giấc, và trong cái bữa ăn của bạn ấy không đảm bảo được. Và cái ở nhà thì bạn ý có thể đến mùa bơ, bạn có thể ăn bơ. Bạn ý có thể một ngày ăn 2 lần bơ được nhé. Và cái khoai lang sống bạn ý ép lấy nước, không phải luộc, ép lấy nước, uống ngày 2 lần trong mình trước. Đấy là những cái phương pháp tại nhà mình làm trước để giảm bớt cái tình trạng táo bón một phần. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phương My với những chia sẻ rất là hữu ích cho bạn Hà My của chương trình vừa rồi ạ. Qua những chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Phương My vừa rồi thì có thể thấy là tình trạng táo bón ở dân văn phòng cũng không phải là nỗi lo nữa, mà ta hoàn toàn có thể đề phòng được bằng cách cân bằng chế độ dinh dưỡng cũng như là có một cái chế độ sinh hoạt năng vận động hơn. Và với quý vị khán giả muốn được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên lạc vào số hotline 0826 212 102, hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live đến đây cũng xin được phép khép lại, và xin được cảm ơn chuyên gia Phương My đã có những chia sẻ rất là hữu ích cho khán giả chương trình vừa rồi. Xin cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Vâng, và nếu quý vị muốn theo dõi thật nhiều hơn nữa những thông tin sức khỏe hữu ích của chương trình, thì hãy nhớ theo dõi vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Live. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.